Ok, và đây là thành quả của Mơ Liên làm đầu bếp ngày hôm nay nhé. Nói chung là hôm nay là thực tập này, làm đầu bếp. Nói chung là rất là vui luôn. Vì mệt một chút nhưng mà rất là vui vì cái bàn tay của mình làm ra này, từ là nướng thịt này, rồi cắt thịt này, làm rau này. Thì mình hôm nay mình phục vụ chắc cỡ 20 khách. Đấy, thì tới sáng từ 9 giờ 10 giờ cho tới 12 giờ giờ mới ăn trưa nhá. Đấy, còn nói chung là đi học tiếng Anh là như vậy cũng ok nhé các bạn. Đấy. Và đây là cái món ăn của mình làm ra ngày hôm nay. Đây là ông đầu bếp. Bếp trưởng chip. Thì mình phục vụ khách ở bên kia nhé các bạn. Đấy, phục vụ khách ở bên kia. Còn bên này thì giống như đồ ăn tráng miệng, Đây là trong thời gian mình học tiếng Anh nhá. Học tiếng Anh ở đây thì là vừa làm giống như làm đồ ăn này, rồi là học ở khách sạn, nói chung là cũng rất là vui khi học tiếng Anh. Tuy rằng mình nói không được nhiều nhưng mà mình học được kiến thức rất là nhiều, giống như vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì hôm nay mình sẽ ăn thôi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.